Dạ em xin kính chào cô chú anh chị yêu thích mai vàng, đam mê sưu tầm bonsai cây kiểng trên cả nước đã quay trở lại với kênh Cuộc Sống Hơn Hờ Giang ạ. Dạ hôm nay thì em trở lại với vườn mai của Hiếu Nghĩa ở chợ Lách Bến Tre ha cô chú anh chị. Giao lưu hôm nay mình cũng có một số cây mai thành phẩm và mùa chuẩn nút nụ đi chơi Tết 2023 luôn quý cô chú anh chị ha. Dạ chỗ Hiếu Nghĩa thì cũng khá là nhiều loại giống mai, đa số là những cây cúc thọ hương dảo Thủ Đức già mùa, mai dảo tự sắn. Có loại mini với lại một số cây sắn lớn luôn ha cô chú ha. Cúc hoa hồng thanh tú, cúc hai tầng, cúc dạng thọ, rất là nhiều loại luôn ạ. Cô chú anh chị mình thích sưu tầm giống mai nào liên hệ trực tiếp với số điện thoại của nhà vườn giúp em ha cô chú anh chị. Rồi cây cúc thọ hương này rất là già quý cô chú anh chị ha. Bo ghép là cỡ ngón tay út của em luôn á cô chú. Em xin chân thành cảm ơn cô chú anh chị đã luôn yêu thương theo dõi ủng hộ kênh, ủng hộ cho Hiếu Nghĩa ở những clip trước. Chúc cô chú anh chị mình xem hết clip này sẽ chọn được những cây mai đẹp chơi Tết 2023 thật là rực rỡ luôn ha cô chú ha. Rồi em xin mời cô chú anh chị mình vào xem clip giới thiệu mai hôm nay của vườn mai Hiếu Nghĩa luôn ạ. Dạ xin chào Hiếu Nghĩa ơi. Dạ xin chào chị Phương ha, xin chào cô bác anh chị mình đang xem kênh Cuộc Sống Cần Thơ của Giang ha cô bác anh chị. Thì em rất cảm ơn cô bác anh chị mình clip vừa rồi đã ủng hộ em cũng rất là nhiều cây trong clip vừa rồi ha. Thì đợt này em có lên vô lưu cô chú anh chị mình là một số mặt hàng chơi Tết luôn chú anh chị. Đó. Thì số điện thoại vô lưu nhà vườn em là 0384930158 nha. Rồi địa chỉ của em là quốc lộ 57 ấp Phú Long, Hưng Kính Trung B, huyện Chợ Lách, tỉnh Bến Tre cô bác anh chị. Rồi mở đầu là một cây cúc tư long của cô chú anh chị ơi. Đây, cúc tư long rất là to cô chú anh chị. Cúc tư long có mặt bông luôn cô chú anh chị nha. Mặt bông rất là to cô chú anh chị. Rồi chiều cao là 1m05, ngang là 90. Hoành thân em đo chỗ này là nó 27 cô chú anh chị. Rồi cái này thì mình ghép được hai bo bự chảng luôn cô chú anh chị. Khoảng mấy mùa rồi ha? Dạ hai mùa rồi cô chú anh chị. Nút nụ chơi Tết rồi cứng cây luôn cô chú anh chị. Rồi cúc tư long này mình giao lưu giá bao nhiêu ha? Dạ mã số 1 giao lưu cô chú anh chị mình là giá 1.600.000 đồng. Rồi 1.600.000. Em bao ship. Dạ. Dạ. Rồi. Mã số 2. Mã số 2 giao lưu cô chú anh chị mình là một cây đại lộc. À, cô chú anh chị, cây này siêu nút nụ luôn, hàng mini đĩa bàn cô chú anh chị. Cây này em bao ship có chậu luôn cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 55, ngang là 50. Hoành thân là chỗ này là 11 cô chú anh chị. Dạ, mình ghép được một bo hơn cô chú anh chị ha. Cái này mình ghép được hai mùa không ạ? À? Cây này chắc 3 mùa quá chị Phương ơi. Dạ. 3 mùa tại Đại Lộc nó lâu đó. Nụ kẹo luôn á với cô chú anh chị nha. Rồi hàng mini này mình giao lưu giá bao nhiêu ha? Dạ cây này giao lưu cô chú anh chị mình là giá 550 em bao ship. Dạ. Dạ. Số 2. Mã số 3. Mã số 3 cô chú anh chị, mã số 3 cũng là Đại Lộc. Chơi Tết cô chú anh chị. Nút nụ quá chừng cô chú anh chị. Cây già mùa nó nụ nhiều ha cô chú, cây này thì mình ghép được 2 bo luôn ha. Dạ, 2 bo ha. Rồi chiều cao cây này là 55 cô chú anh chị. Ngang cây này là 55 luôn ha. Rồi hoành thân cái này 14 của chú anh chị. Dạ. Rồi mình giao lưu cây mã số 3 bao nhiêu ạ? Dạ cây số 3 này em giao lưu cô chú anh chị mình là giá 600 bao ship. Dạ. Mã số 4. Mã số 4. Mã số 4 giao lưu cô chú anh chị mình là một cây cúc thọ hương của chú anh chị. Dạ, phơm lùng lực cô chú anh chị. Cây già mùa của chú anh chị, nút nụ ngon lành của chú anh chị chơi Tết nha. Cây em cũng mới thay chậu của chú anh chị. Đó. Dạ. Chiều cao là 95. Tán ngang là 1m của chú anh chị. Hoành thân cái này em đo là 26 nha. Dạ cái này dáng thì nó hơi siêu siêu hết cô chú anh chị. Dạ nút nụ quá chừng của chú nha. Họ hơn nút nụ quá chừng nha. Cái này là già bo luôn ha cô chú anh chị, già mùa luôn nha. Cái chọt ghép nó cỡ từ là yếu thú ăn lên ngón út luôn ha cô chú anh chị.
rút nụ cái này chơi Tết lần ok luôn của chú chị ơi. Rồi, mình Zalo cây này giá bao nhiêu hả bạn? Dạ, mã số 4 Zalo của chú anh chị mình cây này là giá 2 triệu 3, em bao ship. Dạ, 2 triệu 300 nghìn. Dạ, không ship chậu nha. Dạ. Mã số 5 Zalo của chú anh chị mình là một cây cúc Tân Châu 24 cánh nha. Dạ. Chiều cao là 77, ngang là 60. Hoành thân cây này là nó 11 của chú anh chị. Tổng cái hoành đế cây này nó là 34 của dạ, chú anh chị. Dạ, nhỏ nhỏ nhưng mà đế khéo cơ chú vậy ha. À, cây này thì mình ghép được một bo lớn luôn á cô chú chị. Dạ, cúc Tân Châu thì rất là sai nụ nha quý cô chú chị. Rồi, cây cúc Tân Châu này giao lưu cô chú anh chị mình là giá 600 bao ship luôn. Dạ rồi. 6. Rồi, số 6. Rồi, số 6 là giao lưu cô chú anh chị là một cặp mai sắn nha cô chú anh chị. À, cây này là cái bo nó cũng già già hết trơn rồi. Nút này nút nụ mini chơi Tết ngon lành luôn chị chơi. Đàn mini mình để đàn uống trà đồ ok hả cô chú anh chị? Dạ. Rồi. Rồi, một cặp hai màu chậu luôn, bao ship có chậu cô chú chị ơi. Dạ. 250 bao ship. Rồi, một cặp 250.000. Bao ship cô chú anh chị. Rồi, mình đợi. Giá quá dễ chốt luôn. Mã số 7. Rồi, mã nãy gần đâu ạ? À? Mã số 7 giao lưu của chú anh chị mình là một cây giảo siêu nụ, siêu nút nụ của chú anh chị. Dạ, phơm lùng lực ha cô chú anh chị. Cây này có chậu đẹp luôn cô chú anh chị ơi. Chiều cao là 63, ngang là 70 cô chú anh chị. Hoành thân là 22, hoành đế là 60 cô chú anh chị. Dạ, cây này đế cũng khá là đều nha cô chú anh chị. Bo ghép cũng về bo luôn ha, cái này tầm khoảng 2-3 mùa không ạ? 2 mùa cô chú chị mình đây. Dạ. Nút nụ thì cô chú yên tâm nha, nụ thì siêu nút. Nụ là nụ nhất nắp luôn đó cô chú chị. Quá trời chùm chùm luôn nha. Rồi, cây này bao ship của chú chị mình là giá 1 triệu rưỡi bao ship nha. Dạ, 1 triệu rưỡi. Mã số 8 giao lưu cô chú chị mình là một cây trúc thọ hương thăn lắc nha. Lắc nhẹ cô chú anh chị. Nó lắc như cái móc câu vậy đó cô chú. Dạ, cúc thọ hương nha cô chú nha. Cúc thọ hương cô chú anh chị. Rồi, báo thông số của chú anh chị. Chiều cao là 1m cô chú anh chị. Tán ngang cây này là 1m luôn ha. Dạ, tàn tròn luôn quý cô chú anh chị nha. Dạ, mồ luôn cô chú anh chị. Hoành thân cái này em đo là 27 cô chú anh chị. Dạ. Cái đường thân lắc của nó cũng rất là khéo á cô chú anh chị. Rồi, mấy cái chọc ghép mà đã liền cái bo ghép hết trơn rồi với cô chú anh chị. Rồi, nút nụ thì kẹo nẹo luôn nha. Mã số 8 của chú anh chị. Mã số 8 của Hương thì giao lưu cô chú anh chị mình là 2 triệu rưỡi bao ship nha. Rồi, 2 triệu 500 nghìn quý cô chú anh chị ha. Dạ, mã số 9. Rồi, mã số 9 giao lưu của chú anh chị mình là một cây giảo tự sắn của chú anh chị. Dạ, à, mai cây sắn, thoát thân cao hả cô chú anh chị? Thoát thân cao nha. Rồi, chiều cao là 85, ngang là 70 của chú anh chị. À, sắn khít dịch luôn ha, này nút nụ cho Tết không làm. Rồi, hoành thân cái này 18 của chú anh chị. À, giảo tự sắn ha. Cái bo ghép trên này là nó to già lắm không cô chú anh chị? Nút nụ là mọi cái mắt sắn đều có ôm nụ hết trơn nha quý cô chú. Rồi, cây giảo tự sắn này mã số 9 giao lưu của chú anh chị mình là giá 800 ngàn. Dạ, rồi 800. Rồi, mã số 10. Mã số 10 giao lưu của chú anh chị mình là một cây giảo Thủ Đức của chú anh chị. Rồi, chiều cao là 55, tán ngang cái này là 55 luôn của chú anh chị. Cây này tao ship có chậu nha. Rồi, hoành thân cái này là nó 15. Tổng cái hoành cũ này nó 25 cô chú chị. Dạ, mình ghép được 2 bo nha cô chú chị. 2 bo già luôn cô chú chị. Rồi, cây giảo đất này giao lưu cô chú anh chị mình là giá 600 bao ship luôn. Dạ, 600 ngàn nút nụ là kẹo luôn á với cô chú chị, mỗi nắp lá ha. 600 ngàn bao ship luôn cô chú chị. Dạ, mã số 11. Rồi, 11 giao lưu cô chú anh chị mình là một cây đậu lộc siêu già luôn, đóng 3 bo cô chú chị. Lùng lực luôn cô chú anh chị, mâm tàn lớn luôn ạ.
nút nụ thì yên tâm của chú chơi. Tán ngang là 85, chiều cao là 70. Rồi hoành thân em đo chỗ này là nó 28 luôn chị, tổng cái hoành cũ cái này là nó 39. Dạ, cái này ghép được 3 bo nha cô chú chị. 3 bo già cô chú chị. Mình ghép được 3 mùa hơn không ạ? À, cây này chắc khoảng tầm 3 mùa hơn cô chú chị ha. Dạ. Rồi, nút nụ thì cô chú anh chị mình nhận cây về là thấy mê liền nha cô chú. Nút nụ lớn, no tròn hết trơn luôn ạ. À. Rồi, cây đại lộc mã số 11 giao lưu cô chú anh chị mình là giá 2.600.000 đồng, em bao ship. Rồi 2.600.000. Dạ, cây quá già luôn cô chú chị. Dạ, mình đổi luôn ha. Dạ. Mã số 12. 12 giao lưu cô chú anh chị mình là một cây cúc Tân Châu 24 cánh luôn cô chú anh chị, chiều cao là 80, ngang là 65. À, hoành thân cái này em đo nó là 14, tổng cái hoành đế cái này nó 27 cô chú chị. Dạ, mình ghép được 2 bo lớn nha cô chú anh chị. Dạ. Được 3 con rễ lớn luôn. Dạ, nút nụ là siêu nụ luôn quý cô chú anh chị nha. Dạ, rồi mã số, số 12 giao lưu cô chú anh chị mình là giá 650 em bao ship nha. Dạ, cúc Tân Châu thì rất là sai nụ ha cô chú, nụ khích luôn nha. Dạ. 650 bao ship luôn cô chú chị. Dạ. Rồi. Dạ, cũng là một em lùng lực nữa ha cô chú anh chị. Dạ. Mã số cúc 13 cô chú chị. Cúc Thọ Hương ha. Dạ. À, cây này chiều cao nó là 95, tán ngang cây này là 95 luôn cô chú chị. Rồi hoành thân em đo chỗ này cô chú chị. Hoành thân chỗ này là 31 thôi chị. Rồi đế nở luôn cô chú chị. Dạ, cây này lại ghép không? Cái liền cái chột hết trơn rồi cô chú chị nha. Dạ, cây này nút nụ cho Tết ngon lành luôn chú chị. Dạ, cây đang xung cây nên ra một số mặt bông gió luôn hả cô chú chị. Rồi, mã số 13, giao lưu của chú anh chị mình. Cây này là giá 3 triệu chẵn nha, bao ship luôn. Dạ. Rồi 14. Rồi 14 giao lưu cô chú anh chị mình là một cây cúc Thọ Hương luôn nha. Đó, cây này phơm tàn dù nha. Chiều cao của cây là 1m10 ha cô chú. 110. Tán ngang là 87 ha. Nụ cứng cây luôn quý cô chú. Rồi em đo trên cái cổ này là nó 17 ha. Xuống chiếc thế này là nó 21. Tổng cái hoành đế cây này là nó 38 cô chú chị. Rồi, cây cúc Thọ Hương này đang dù giao lưu cô chú anh chị mình là 1.400.000 bao ship nha. Dạ, ghép được 4 bo bự hơn cỡ ngón tay cái em ơi cô chú anh chị. Rồi, 1.400.000 bao ship luôn. Rồi. Rồi. 3 ha. 4. Rồi, mã số 15. 15 giao lưu cô chú anh chị mình là một cây cúc Tân Châu 24 cánh luôn chứ gì. Dạ. Cây này có đế đẹp luôn quý cô chú anh chị nha. Mình ghép chỉ có 2 bo thôi, bự chảng luôn á cô chú anh chị. Hoành bo ghép khoảng 5-6 nha quý cô chú. Dạ. Chiều cao là 85, ngang là 80 cô chú anh chị. Hoành thân là 20 ha. Tổng cái bệ đế này là nó tới 70 của chú chị. Nút nụ thì khỏi chơi luôn cô chú chị, dữ lắm luôn nha. Nụ là no tròn hết trơn nha cô chú chị. Rồi, cây cúc Tân Châu 24 cánh này giao lưu cô chú anh chị mình là giá 1.700.000 bao ship nha. Dạ, 1.700.000. Dạ. Rồi, mã số 16 của chú anh chị. 16 giao lưu của chú anh chị mình là một cây đại lộc ha. Dạ. Đế cũng khá đế luôn cô chú anh chị ha. Rồi, chiều cao cái này là 75. Dạ. Tổng cái tán này là nó 70 của chú anh chị. Rồi, hoành thân cái này 25 anh chị. Tổng cái hoành đế cái này là nó 65. Rồi, đại lộc chơi Tết của chú anh chị. Rồi, cây này em bao ship của cô chú anh chị mình là 1.050.000.
Dạ, 1,5 triệu. Cây này quá 1,50 triệu. Ồ, 1,50 triệu. Anh Giang tới 450 luôn. Rồi, nụ nhiều nhau mấy cô chú anh chị già mùa luôn ha. Mã số 16. Rồi, 16 là 1,50 triệu luôn chú anh chị. Rồi, 17. 17 giao lưu của chú anh chị mình là một cây cúc hoa hồng thanh tú của chú anh chị. Cây này tới Tết là nút nụ cho Tết con lành nữa anh chị. Chiều cao là 70, ngang là 50 của chú anh chị. Quanh thân cây này là nó 19 nha. Cúc hoa hồng thanh tú ha. Cây này gấp được 4 bo ha cô chú anh chị. Mã số 17 nha. Vậy là cô chú mình sẽ thấy được một số mặt bông gió luôn nha. Rồi, 17 là giá 550 bao ship luôn. Dạ. 550 ngàn em bao ship cô chú anh chị mình nha. Dạ. Mã số 18. 18 giao lưu cô chú anh chị mình là một cây giảo siêu nụ của chú anh chị. Dạ. Về hàng bonsai hết cô chú anh chị. Chiều cao là 70. Dạ. Tán ngang là 70 luôn cô chú anh chị. Rồi, hoành thân cái này em đo nó là 21 cô chú. Tổng cái hoành cũ đế này nó là 33. Rồi, siêu nút nụ luôn cô chú anh chị. Cây này mình ghép mấy mùa? Cây này em ghép khoảng 2 mùa thôi anh chị. Dạ, 2 mùa mà nó rất sung ha. 4 mùa cho ghép lớn hả cô chú? Nụ thì rất là dày đặc luôn ạ. Rồi một cây cúc siêu nụ nha quý cô chú ha. Dạ, mình giảo siêu nụ. Giảo siêu nụ. À, mấy số? 18. 18 giao lưu cô chú anh chị mình là 1,500 triệu em bao ship nha. Rồi 1,5 triệu nha cô chú anh chị. Khỏe trời nút nụ luôn nha. Rồi mình đổi cây luôn nha. Dạ. Rồi. Dạ mã số 19 nha cô chú anh chị. Rồi 19. 19 giao lưu với cô chú anh chị mình là một cây giảo Thủ Đức của chú anh chị. À, cây này là bự lắm cô chú anh chị. Cấu cành rất là già luôn cô chú anh chị. Giảo Thủ Đức cây lùng lực. Cây này mình ghép được mấy mùa rồi ạ? Dạ cây này em ghép khoảng 7 mùa cô chú anh chị. Dáng này nó hơi siêu siêu hết cô chú anh chị mà chọc ghép chà bá lửa luôn nha. Cây này lúc nụ ngon lành cho chú chị chơi Tết luôn nha. Dạ. Cây này thì ở trên này nó muốn liền cái mặt cắt lớn luôn á cô chú anh chị. 2, 4, 5 bo ha, mà mỗi một bo ghép hoành chắc khoảng 7, 8, 9 nha cô chú anh chị. Rồi đế nở hậu luôn ạ. Rồi cho xin thông số luôn nha này. Rồi. Cây này nó bự lắm luôn chứ vậy. Tán ngang là nó hết thước dây luôn chú chị, hết thước luôn ha. Cái này đang làm trâu bãi luôn chú chị. Chiều cao, chiều cao cái này là nó khoảng 1m15 luôn chú chị ha. Rồi. Rồi cái này phù hợp cho cô chú mình có cái phòng khách đó, mình để ở giữa nhà mình trưng tết này nhé. Ngon lành luôn á cô chú anh chị. Rồi cái hoành thân em lo chỗ này là nó 35 thôi anh chị. 35 ha. Tổng cái hoành đế cái này là nó 64 rồi chứ. 64 ha. Có cái phòng khách rộng rộng mình trưng cái này là ngon lành luôn nha cô chú. Bự lắm rồi chứ chị. Già mùa dữ lắm ha. À, cây này mã số 19 em giao lưu cô chú anh chị mình là giá 8,5 triệu em bao ship nha. Dạ. Yeah. 8,5 triệu. Bảo ship 200 cây số. Cây già mùa thì cô chú chị mình yên tâm về nút nụ ha. Nút nụ là ú nu luôn á cô chú chị. 8,5 triệu em bao ship cho chú mình là 200 cây số cô chú chị. Dạ. Rồi. 8,5 triệu mã số 19 giảo Thủ Đức ghép già mùa nha cô chú. Rồi, mình đổi cây luôn ha. Dạ, đổi cây luôn. Mã số 20. Mã số 20 giao lưu cô chú anh chị mình là một cây cúc cam cô chú anh chị. Dạ. Cúc cam. Vậy là cô chú mình sẽ thấy được mặt bông luôn nha. Chiều cao cái này là 75. Tán ngang 70 cô chú anh chị. Hoành thân chỗ này là nó 17 cô chú anh chị. Tổng cái hoành đế cái này nó 31 cô chú anh chị. Dạ mình ghép được 3 bo nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây cúc cam này giao lưu cô chú anh chị mình là giá 700 bao ship luôn. Dạ rồi 700 ngàn. Mã số 21. Rồi mã số 21 của chú anh chị. Rồi 21 là một cây cúc thọ hương của chú anh chị. Cúc thọ hương ghép phôi mai vàng cây lớn tàn hông hết cô chú anh chị. Cây này to
bự chà bá luôn cô chú anh chị. À, các bạn quay nó hơi nghiêng cô chú anh chị. À. Dạ, vàng xương chi cành là kính mịt luôn cô chú nha. Cây này là nút nụ dữ lắm cô chú anh chị. Dạ, mình cao bao nhiêu ạ? Đỉnh cái coi. Đỉnh đi. Để nó lạc cái rồi luôn. Ồ. Khoảng 1m6 cô chú anh chị. Dạ, chiều cao 1m6. 8 ngàn cái này là 110 ha cô chú anh chị. Dạ. À. Rồi, Hoành Thăng em lo chỗ này cô chú anh chị. Dạ, đế cũng khá đế nha cô chú anh chị. Chỗ này là 38 cô chú anh chị. Dạ. Rồi, chỗ này là nó tổng mình đế 115. Cây này đang nằm chậu chậu 6 cô chú anh chị. Siêu siêu á cô chú anh chị, đế cũng có luôn ạ, à, cũng khá đó cô chú. Cây này mình ghép được mấy mùa luôn ạ? À, cây này ghép được khoảng một mùa hơn cô chú anh chị. Dạ, quá trời nụ nha cô chú anh chị. Cây này giờ chơi tết cứng tay luôn nha cô chú ha. Một mùa mà cây nó sung kính tàn hết gì. Rồi, cây cúc thọ hương mã số 21. Giao lưu của cô chú anh chị đằng xa là cây này là giá 7,5 triệu ha, bao ship cho cô chú anh chị mình là 100 cây số nha. Dạ, 7,5 triệu nha cô chú anh chị. Bao ship 100 cây số nha. Dạ rồi. Non mùa giá rẻ cô chú anh chị ơi. Mình đổi cây luôn nha. Rồi. Mã số 22. 22 giao lưu cô chú anh chị mình là một cây dảo cô chú anh chị. À, dảo này kêu bằng dảo gai ha. Dạ. À, dảo gai lá lớn không? Dòng này lá lớn nha cô chú anh chị. Đó. Cái lá nó muốn gần bằng cái bàn tay luôn rồi cô chú. Cái này loại này thì cái loại lá lớn rồi cô chú. Cái này có anh chị mình kêu nó bự như dảo Ấn Độ mình ha, chiều cao là 90 ha. 8 ngàn là 90 luôn cô chú. Rồi hoành thân cái này là 20 cô chú. Mã số 22. Giao lưu của chú anh chị mình là 1,3 triệu bao ship luôn. Dạ, cái trộn ghép chà bá lửa luôn rồi cô chú anh chị. 1,3 triệu ha, cái nút nụ quá trời bự luôn nha cô chú. 1,3 triệu bao ship luôn cô chú anh chị. Rồi. 24 ha cô chú anh chị. Rồi, 24 là một cây cúc tư long của chú anh chị. Đó, cây này cũng hai bo cô. Ba bò rồi chú anh chị. Đó. Chiều cao là 85. Ngang là 80 của chú anh chị. Cúc tư long. Rồi hoành thân chỗ này nó là 27 luôn của chú anh chị. Rồi giao lưu của chú anh chị mình giá khuyến mãi luôn. 1,3 triệu đồng anh bao ship luôn. Dạ 1,3 triệu nha cô chú anh chị, cái chồng ghép bự con ngón cái em nha, hoành chục ghép khoảng 5-6 nha cô chú anh chị. Dạ, cúc tư long của chú. Nước lụ chơi tết là có hết trơn luôn nha cô chú. Rồi. Rồi, xuống cái này của chú anh chị. Mã số. Rồi, mã số 25 này của chú anh chị mình ơi. 25 là một cây dảo sắn ha. Đó, cây này dài dữ lắm cô chú anh chị. Đó. Dạ, cây này có thót thân cao luôn quý cô chú anh chị nha. À, sắn kích cây này chơi bông là ngon lành luôn á cô chú anh chị. Nút nụ là có chùm chùm luôn ha. Rồi. Chiều cao. Chiều cao cây này là 1m4 của chú vậy. Từ nắng chói quá khói số. Rồi, chiều cao chiều 8 ngàn là 85 của chú vậy. 8 ngàn 85 ha. Cái này đế nở nha quý cô chú anh chị. Rồi, hoành thân cái này là 30 của chú vậy. Tổng cái hoành đế này là 48 nè. Cây đang nằm chậu 5 luôn nha cô chú anh chị. Dạ. Rồi cây sắn có thớt thân cao luôn quý cô chú anh chị. Cái quắn nó cũng rất là lớn già luôn ha. Dạ, sắn này mình giao lưu giá bao nhiêu các bạn? Rồi, mã số 25 này giao lưu cô chú anh chị mình là giá 3,5 triệu bao ship nha. Dạ, 3,5 triệu. Cô chú anh chị mình thích sưu tầm mai sắn thì liên hệ với số điện thoại của nhà vườn giúp em cô chú anh chị ha. Rồi. Hôm nay nhà vườn em giao lưu cô chú anh chị mình là tới mã số 25 hay cô chú anh chị.
Thì nếu cô chú anh chị mình vừa ý, mình gọi điện trực tiếp số điện thoại của nhà vườn em ha, là 0384930158, số Zalo luôn cô chú anh chị ơi. Rồi hẹn lại gặp lại cô chú anh chị mình những clip sau nha chị. Dạ, cảm ơn cô chú anh chị đã dành thời gian theo dõi hết clip luôn ạ. À, chỗ của Hiếu Nghĩa thì cũng có một số bonsai hoa giấy cô chú anh chị, với lại bonsai ăn trái vú sữa. Cô chú anh chị mình ưng ý liên hệ với số điện thoại Hiếu Nghĩa giúp em ha. Em xin chào, kết thúc clip tại đây luôn ạ.